Tóm lại, tôi sẽ bao mấy con quỷ chị em nhà tôi đi xem lần hai. Ban đầu đi hơi run. Hơi run vì thực tế là gì? Toàn người quen trong những người tôi yêu quý làm phim, mà cái tính tôi ấy mà nó sợ cũng có được. Nhưng đi xem phim ngay lập tức, khẩn trương, và tôi sẽ rủ cái đám chị em nhà tôi đi ngay. Má ta nói Chi Pu xuất sắc một cách khủng khiếp. Lãnh Thanh là một trong những người mình sợ non, không cân nổi cái vai đàn ông cứng. Nhưng mà thật sự là Lãnh Thanh cũng làm mình bất ngờ về cái sự tiến bộ vượt bậc từ phim Thưa Mẹ Con Đi đến bây giờ. Mình nghĩ rằng là Lãnh Thanh và Chi Pu là hai nhân vật sẽ được rất rất nhiều cái sự cảm nhận riêng giống như mình dành cho hai bạn đó. Bởi thực tế là mình đã đóng phim với Chi Pu cách đây 5 năm rưỡi, thì Chi Pu không được như bây giờ. Cái lời khen dành tặng chắc chắn việc đầu tiên phải dành cho chị Cathy Huyền. Ở những người có những cái tư duy làm phim rất là mới mẻ, và cái cách chị set up và đẩy cái tuyến nhân vật làm cho cái bộ phim một cách hồi hộp kinh khủng khiếp. Và rất nhiều bất ngờ. Mấy má đi xem đi nha bà nội, mấy ba bà nội.